Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Next Sport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport 247 được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Rory giành quả bóng vàng 2024. Ở gala diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam tại Paris, Rory trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên sau 64 năm giành danh hiệu quả bóng vàng. Đúng dự đoán truyền thông, Rory đã trở thành chủ nhân của quả bóng vàng 2024, giải thưởng dành cho cầu thủ có màn trình diễn hay nhất thế giới, tính trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 2023 đến 31 tháng 7 2024. Rory về đích thứ nhất trong cuộc bầu chọn, xếp sau lần lượt là Vinicius và Jude Bellingham. Đây là chiến thắng đầu tiên của một cầu thủ người Tây Ban Nha ở giải quả bóng vàng kể từ sau huyền thoại Luis Suarez vào năm 1964. Ngoài ra, Rory còn trở thành cầu thủ Premier League đầu tiên sau Cristiano Ronaldo vào năm 2018, được French Football vinh danh. Ten Hag lẩn trốn trên ô tô sau khi bị MU sa thải. Tối ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, The Sun chụp được khoảnh khắc Ten Hag ngồi ghế sau xe trong lúc đợi được hộ tống rời khỏi căn nhà ở Cheshire, chỉ vài giờ sau khi bị sa thải. Trái với sự tự tin thường thấy, nhà cầm quân 54 tuổi cúi đầu, cố né các ống kính. Nguồn tin khẳng định cựu huấn luyện viên Ajax chuẩn bị lên đường quay trở về quê nhà Hà Lan. Thất bại 1-2 trước West Ham ở vòng 9 Premier League hôm ngày 27 tháng 10 là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến vị huấn luyện viên người Hà Lan cầm quyền tại MU. Ban lãnh đạo đưa ra quyết định sa thải Ten Hag khi quỷ đỏ thi đấu quá tệ hại. Thất bại trước West Ham khiến MU tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League chỉ với 11 điểm sau 9 trận. Ruud van Nistelrooy sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền ở MU để thay thế cho Erik ten Hag đúng như dự đoán. Đây là phương án tốt nhất hiện tại của Quỷ Đỏ và gần như được ban lãnh đạo đội bóng lên kế hoạch từ đầu hè. Nhiệm vụ trước mắt của van Nistelrooy là sốc lại tinh thần của đội bóng. Sếp lớn Indonesia cảnh báo huấn luyện viên Shin Tae-jong tại vòng 3 World Cup. Trải qua 4 lượt trận tại vòng loại 3 World Cup 2026, Indonesia hiện đang xếp thứ 5 với 3 điểm và đang gặp khó khăn trong việc tìm vé đi tiếp. Sau trận thua trước Trung Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-jong đang nhận về nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ. Không ít cổ động viên xứ Vạn Đảo đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia xem xét về tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc sau chuỗi trận nghèo nàn nói trên. Trước thêm 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng 11, Chủ tịch PSSI ông Erik Thohir đã gặp gỡ huấn luyện viên Shin Tae-jong để bàn về những vấn đề quan trọng. Tôi đã gặp huấn luyện viên Shin Tae-jong để nói nghiêm túc về mục tiêu của đội tuyển quốc gia Indonesia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Chúng tôi đưa ra chỉ tiêu ít nhất là lọt vào top 4 dẫn đầu. Nhiệm vụ của ông Shin là chuẩn bị đội hình và chiến thuật tốt nhất có thể, đặc biệt là trong 2 trận đấu sân nhà gặp Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng tới. Chủ tịch Erik Thohir đề cập đến hai huấn luyện viên Roberto Mancini và Rama Amos, những người đã mất việc sau khi trải qua chuỗi trận thất vọng cùng Saudi Arabia và Australia tại vòng loại thứ 3 khiến cho tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-jong trở nên vô cùng khó khăn. U17 Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á, Manapang thưởng lớn. Vòng loại U17 châu Á 2025 đã chính thức khép lại. Trong khu vực Đông Nam Á, ba đại diện góp mặt tại vòng chung kết là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Thái Lan là đội đạt thành tích ấn tượng nhất khi đi tiếp với ngôi nhất bảng và toàn thắng cả 3 trận. U17 Thái Lan nằm cùng bảng với Brunei, Ấn Độ và Turkmenistan. Để động viên các cầu thủ trẻ, nữ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, bà Manapang đã thưởng cho U17 Thái Lan 900.000 baht, tương đương với 677 triệu đồng. Nhận định về lứa cầu thủ này, bà Manapang cho biết, việc giành chiến thắng liên tiếp, giành dọn 9 điểm là điều không dễ dàng, nhưng toàn đội đã làm được. Điều này cho thấy U17 Thái Lan là một đội cho thấy được niềm hy vọng lớn, tràn đầy tinh thần và khát vọng. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và tiếp tục chiến đấu cho vòng chung kết ở Saudi Arabia. Mục tiêu của U17 Thái Lan là trở thành một trong 9 đội của châu Á sẽ tham dự World Cup 2017 tại Qatar năm 2025. Thể thao Việt Nam cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Xuất hiện thông tin FIFA đổi lượt thi đấu vì Việt Nam Indonesia. Tại vòng loại U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Indonesia đều giành được quyền vào chơi ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Tuy nhiên, hai trận đấu này cũng gây ra không ít những tranh cãi. Ở trận đấu giữa U17 Việt Nam gặp Yemen, một số cổ động viên trên khán đài sân Việt Trì đã đứng dậy bỏ về khi chứng kiến các cầu thủ chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà
không phát động tấn công trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Cuối cùng, U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu cầm hòa Yemen để đi tiếp vào vòng chung kết. Sau trận, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cách đá câu giờ của các cầu thủ trẻ. Tương tự thì hai đội U17 Indonesia và Australia cũng chịu sự chỉ trích vì chiến thuật câu giờ sau màn nhàm chán vào tối qua. Trong khoảng hơn 30 phút cuối trận đấu, hai đội này chỉ chuyền bóng qua lại, không bên nào tổ chức tấn công về phía của đối phương, bởi chỉ cần hòa là cả hai đều chắc chắn đi tiếp. Sau trận, ngay cả huấn luyện viên Nova Arianto cũng thừa nhận ông xấu hổ vì cách đá của các học trò, nhưng U17 Indonesia buộc phải chấp nhận chơi không đẹp mắt để giành vé đi tiếp. Vào trưa ngày 28 tháng 10, trang Okzone của Indonesia đã đưa bài viết cho rằng FIFA có thể cân nhắc thay đổi luật bóng đá vì những tranh cãi liên quan tới chiến thuật câu giờ ở vòng loại giải U17 châu Á. Nhà báo thể thao người Indonesia Ramadan Bur cho rằng FIFA có thể sửa luật để giới hạn thời gian mỗi đội kiểm soát bóng phần sân nhà, tương tự như bộ môn bóng rổ. Vũ khí bí mật giúp Hoàng Gia Lai chơi thăng hoa tại V-League 2024-25. Hoàng Gia Lai đang duy trì thành tích bất bại sau 5 trận đấu ở V-League 2024-25. Ở vòng đấu gần nhất, Hoàng Gia Lai đã hòa đội đầu bảng là Thanh Hóa với tỷ số 1 đều. Sau trận đấu này, Hoàng Gia Lai đã tiết lộ vũ khí giúp đội bóng này có kết quả tốt tại mùa giải năm nay. Trang Facebook chính thức của Hoàng Gia Lai cho biết, sau trận đại chiến gặp Thanh Hóa trên sân Pleiku vào chiều ngày 26 tháng 10, chỉ số GPS cho thấy các chiến binh của Hoàng Gia Lai chơi hay nhất trong 5 lượt trận đấu vừa qua. Hoàng Gia Lai đã khắc chế một Thanh Hóa được xem là đội bóng có nền tảng thể lực tốt nhất V-League năm nay. Chỉ số thống kê của các chiến binh Hoàng Gia Lai trong trận gặp Thanh Hóa, vòng 5 có 6 cầu thủ chạy hơn 11 km trong vòng 90 phút. Chỉ số GPS thể lực so sánh của hiệp 2 như quãng đường chạy và các vùng cường độ duy trì và thậm chí cao hơn hiệp 1, có nghĩa rằng việc nợ dưỡng oxy đã được cải thiện rất lớn. Nguyên nhân giúp các cầu thủ Hoàng Gia Lai thi đấu sung mãn, không ngại tranh chấp tay đôi là đội bóng này nạp oxy trước và giữa trận đấu. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chia sẻ, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Học viện Hoàng Anh Gia Lai đang đưa các ứng dụng công nghệ và khoa học thể thao mới nhất vào bóng đá. Hiện nay Hoàng Gia Lai đã thành lập và vận hành phòng y học thể thao, phòng khoa học thể thao, phòng phân tích chiến thuật. Đây là một trong những yếu tố giúp cuộc cách mạng sử dụng nguồn nhân lực do Hoàng Gia Lai đào tạo đang dần tiến bộ qua từng trận đấu. Kết quả vòng 5 V-League, các đội giảm tốc, Công an Hà Nội lọt top 5. Tối ngày 28 tháng 10, trận cầu tâm điểm của vòng 5 giải vô địch quốc gia V-League 2024-25 giữa chủ nhà tiếp danh Nam Định và đội khách Công an Hà Nội đã khép lại với chiến thắng đậm 3-0 nghiêng về đội bóng ngành công an. Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Pukin tăng tốc để vươn lên vị trí thứ 5 với 8 điểm, trong khi đó Nam Định dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, hai đội chưa được hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải này là SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đã cầm chân nhau với tỷ số hòa không đều. Kết quả này đã khiến hai đội nối đuôi nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng, lần lượt xếp thứ 12 và 13. Trong ngày trở lại sân hàng đẫy, Thể Công Viettel dù phải thi đấu thiếu người trong cả hiệp 2, do tiền vệ Bùi Văn Đức nhận thẻ đỏ nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước đội khách BKMX Bình Dương. Ở trận đấu tranh ngôi đầu bảng, Hoàng Gia Lai đã cụ thể hóa được lợi thế sân nhà bằng bàn thắng mở tỷ số do công của Trần Bảo Toàn ở phút thứ 47. Tuy nhiên, đội khách Đông Á Thanh Hóa sau đó đã chơi quật cường để đòi lại ngôi đầu và có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 4 cho công của Lê Văn Thắng, qua đó trở lại đỉnh bảng với 10 điểm sau 5 vòng đấu. Tương tự với Hoàng Gia Lai, một hiện tượng khác là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng bắt đầu giảm tốc ở vòng đấu này khi phải vất vả mới giành được một điểm trên sân hàng đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC. Màn so tài được ví von là trận chung kết ngược của vòng đấu giữa chủ nhà Quy Nhơn Bình Định và đội khách Sông Lam Nghệ An khép lại với kết quả hòa 2 đều. Níu chân nhau trong cuộc đua đối đầu trực tiếp, cả Bình Định và Sông Lam Nghệ An đều tiếp tục loay hoay ở nửa cuối bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với đội khách Quảng Nam trong trận hòa không bàn thắng. Một điểm trên sân nhà khiến cho chiến hạm đỏ chưa thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 với 5 điểm.